chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhân sự lãnh đạo đảng căng thẳng đến phút chót trước đại hội 13. Tại hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và lần thứ 15 dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Bộ Chính trị của Đảng này sẽ báo cáo các trường hợp đặc biệt để trung ương quyết định giới thiệu ra đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đó là thông tin ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương cho biết vào hôm 28 tháng 12 tại hội nghị tập huấn tuyên truyền đại hội lần thứ 13 của Đảng và các cơ quan báo chí. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng giơ tay biểu quyết trong hội nghị 14 Ban Chấp hành Trung ương của Đảng vào hôm 14 tháng 12. Và liệu nhân sự Đảng sẽ được quyết tại hội nghị Trung ương 15 có phải không? Câu hỏi được đặt ra. Trả lời đài RFA của nước Mỹ vào hôm 29 tháng 12, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nhận định như sau. Ngay từ hội nghị Trung ương lần thứ 12, họ đã định ra cái 13, 14 và 15 làm gì, chứ không phải là bất ngờ. Vào ngày 28 tháng 12 lại cho đưa lên báo thì tôi cho rằng chỉ là tình cờ chứ không thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương của Đảng. Điều này đã được thông báo từ trước, từ ngày cuối của hội nghị 14 họ cũng có nói, nhưng họ nói sẽ để hội nghị 15 và nếu vẫn không xử lý được thì bắt buộc họ phải có hội nghị thứ 16. Thế nhưng họ tin rằng hội nghị 15 họ sẽ chốt được những cái tên của những người đặc biệt quá tuổi để ở lại. Và đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội với 1.590 đại biểu, tăng 80 người so với đại hội lần thứ 12. Trong số này có 194 đại biểu đương nhiệm, 1.381 đại biểu được bầu và 15 đại biểu chỉ định. Các thay đổi nhân sự được thông qua tại hội nghị Đảng thông thường sẽ nằm trong nhóm các lãnh đạo chính phủ mới được thành lập ngay sau đại hội, để lãnh đạo đất nước cho đến năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị mới được xem xét cho 4 vị trí đứng đầu đất nước này, hay còn gọi là tứ trụ. Theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp trung thuộc Trung ương là tháng 9 năm 2020. Do đó, các ủy viên Bộ Chính trị hiện tại đã đủ 65 tuổi trước thời điểm tháng 9 năm 2020 sẽ phải nghỉ hưu, ngoại trừ người được chọn giữ vị trí Tổng Bí thư đương nhiệm kỳ tiếp. Vậy liệu sẽ có bao nhiêu vị lãnh đạo quá tuổi được tiếp tục ở lại sau đại hội lần thứ 13 còn là câu hỏi được đặt ra. Tiến sĩ Hoàng Hợp đã đưa ra suy đoán của mình như sau. Có một khả năng là sẽ có hai trường hợp đặc biệt. Khóa 12 chỉ có một, lần này thậm chí có thể có 3 hoặc 4 trường hợp đặc biệt. Nếu mà suy đoán thì những trường hợp đặc biệt ở lại sẽ là trong tứ trụ chứ không làm nhỏ hơn. Đây là hình ảnh một số gương mặt sáng giá của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể xảy ra trường hợp quá tuổi như Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, còn nếu trường hợp 3 người thì có thể có thêm Nguyễn Thị Kim Ngân. Nếu 3 trường hợp hay 3 rưỡi thì có thể có thêm ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, tiến sĩ Hoàng Hợp cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng nếu có ở lại cũng có thể sẽ không ở lâu mà chỉ một thời gian ngắn. Do đó, ông cho rằng dư luận có thể đã nói sai khi nói về việc nếu ông Trọng muốn ở lại thì Bộ Chính trị phải sửa điều lệ đảng. Họ nói ông ấy làm 2 khóa rồi thì không thể ở lại theo điều lệ đảng. Điều này đúng. Thế nhưng ông Trọng có làm hết khóa 13 đâu mà phải sửa điều lệ đảng. Vì đại hội 13 này chắc chắn người ta không sửa điều lệ. Người ta sẽ nói nếu cần ông Trọng ở lại thì không cần ở hết nhiệm kỳ, chẳng hạn 1 năm rồi bàn giao thì không phải sửa điều lệ đệ, nhưng vẫn có thể để ông ở lại. Bởi vì có thể họ chưa tin tưởng người mới lên để thay ông Trọng ở lại một thời gian, rồi ông sẽ bàn giao chức Tổng Bí thư cho người tiếp theo. Còn một khả năng nữa là ông Nguyễn Phú Trọng không ở lại ngày nào nhưng vẫn giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương thì không phải sửa điều lệ đảng và cũng không phải sửa luật Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó là những phỏng đoán của tôi. Và ngay từ nhiều tháng trước, có rất nhiều thông tin được báo chí nhà nước Việt Nam loan tải mà dư luận cho rằng là đang rào trước đón sau việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tại vị thêm nhiệm kỳ nữa. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh đi không vững, khiến nhiều người phải nỡ do đã từng bị đột quỵ hồi năm ngoái. Đơn cử như vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên khi phát biểu tại hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 đã nói như sau. Một số đồng chí được xem là trường hợp quá tuổi đã thể hiện rất xuất sắc trong công việc, đặc biệt là người đứng đầu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc. Hay vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Hà Nội, bà Nguyễn Xuân Thắng, một cử tri từ quận Hoàn Kiếm, được truyền thông trong nước dẫn lời là mong muốn ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Và thông tin trước đó, tờ Thời báo.de tại Đức khi trả lời EFA tại Mỹ liên quan đến vấn đề này vào tháng 6 năm 2020 thì cho rằng đây là sự giáo điều, rào trước đón sau của Nguyễn Phú Trọng đối với các ủy viên trung ương khác. Có thể ông vẫn ở lại làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Các bạn cũng đã biết, lòng tham của những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thì vô cùng lắm. Nhất là về lòng tham nhũng quyền lực, nó còn tệ hơn tham nhũng. Nó là loại gần 100 triệu người dân Việt Nam ra khỏi việc điều hành đất nước, chỉ có một nhóm nhỏ trong Đảng. Họ nắm cái này, họ tham nhũng cái này. Điều này rất tệ hại vì nó sẽ dẫn đến đường lối không dân chủ, mất tự do và ngày càng trở nên độc tài. Theo tờ Thời báo cũng đã chia sẻ, ông Nguyễn Phú Trọng có thể cũng muốn ở lại, nhưng có được hay không còn do những phe cánh trong Đảng Cộng sản. Và liệu họ có cách nào để thay đổi những mong muốn của ông Trọng hay không thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Cũng tại hội nghị tập huấn tuyên truyền đại hội lần thứ 13 của Đảng cho các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Đức Hà cho biết về quy trình công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội 13, các cơ quan sẽ chuẩn bị nhân sự khóa mới với cơ cấu 3 độ tuổi để đảm bảo kế thừa. Cụ thể, nhân sự tham gia trung ương lần đầu không quá 55 tuổi. Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử không quá 65 tuổi. Và trường hợp đặc biệt là nhân sự trên 65 tuổi. Đây là hình ảnh các pano khẩu hiệu cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong những ngày nước ngập lụt do cơn bão số 7 gây ra. Liên quan đến việc quy định độ tuổi này, giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ Đảng Cộng sản, đã khi trả lời Đài Tiếng Nói EFA tại Mỹ vào hôm 29 tháng 12 từ Hà Nội đã giải thích thêm như sau. Tại sao cái Đảng Cộng sản này lại khắt khe về độ tuổi tác như vậy? Trong lúc đó, nhiều nước trên thế giới người ta rất thoải mái, như Mỹ chẳng hạn, lớn tuổi nhưng nhân dân vẫn tín nhiệm, bầu như thường. Còn Việt Nam như thế là do có vấn đề về lịch sử. Vài chục năm trước đây, các ông đi làm cách mạng, khi thành công thì tranh nhau chức quyền, trình độ không có, nhưng cứ ngồi giữ cái chức ấy, không chịu về hưu. Nhưng không đẩy ra được thì họ là chiến sĩ kỳ cựu có thành tích vân vân. Nên người ta mới nghĩ ra cái mẹo dùng tuổi để khống chế. 60 tuổi bắt buộc phải về hưu, chỉ có trường hợp đặc biệt mới cho phép kéo dài thêm. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng đó là một điều không hay, vì tại sao phải dùng tuổi tác khống chế nhau mà không đưa ra năng lực. Ông nói tiếp như sau. Bây giờ họ lại dùng trò ưu tiên kéo dài tuổi cho một số người nào đấy. Đó chẳng qua là thủ đoạn đối với nhau mà thôi. Theo tôi, quan trọng là năng lực. Người ta nếu giỏi thì dù tuổi trẻ thì cũng có thể dùng. Còn tuổi già rồi mà sức khỏe vẫn tốt, vẫn được tín nhiệm bình bầu, thì vì sao không chấp nhận người ta? Ở đây có một vấn đề là phản dân chủ rằng trung ương cũ phải quyết định danh sách trung ương mới, bộ chính trị mới. Vì giành quyền nên mới ngần ngại chỗ này chỗ kia. Còn nếu dân chủ thoải mái thì cứ ứng cử trước đại hội, có già mà khỏe được tín nhiệm thì được làm mà thôi. Vì vậy, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng việc kéo dài độ tuổi để xem xét tiếp tục việc giữ vị trí lãnh đạo chỉ là một trò để bịp bợm và chẳng hay ho gì. Có 8 ủy viên Bộ Chính trị đều quá độ tuổi tái cử theo quy định. Blogger Bùi Thành Hiếu đã đưa ra phân tích của mình vào hôm 28 tháng 12 như vậy. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị đều đã quá tuổi theo quy định. Cụ thể, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, 77 tuổi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, 67 tuổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1954, 67 tuổi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, sinh năm 1954, cũng 67. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021, Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1953, 68 tuổi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, sinh năm 1954, 67 tuổi. Và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, tới 68 tuổi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, sinh năm 1955, cũng trên 65 tuổi. Trong 8 trường hợp này, ông Trọng sẽ về vì lần này nhấn mạnh về vấn đề sức khỏe đảm bảo công việc. Ông Trọng không thể làm Tổng Bí thư lần thứ 3 liên tiếp, trừ khi sửa điều lệ đảng. Ông cũng không thể giữ chức Chủ tịch nước tiếp theo vì chức này cần thực hiện nhiều nghi lễ
mà ông thì không đủ sức để đi đứng được nữa rồi. Còn ông Nguyễn Thiện Nhân thì bị loại khỏi chức bí thư thành phố Hồ Chí Minh, không còn là người nắm đoàn đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh, cơ hội cho ông Nhân hầu như cũng chẳng còn. Bà Tòng Thị Phóng thì quá mờ nhạt, cho nên kỳ này bà về cũng không có gì tranh cãi. Vậy còn năm ông quá tuổi là ông Phúc, ông Lịch, Vượng, Trương Hòa Bình và bà Ngân. Cả năm người này đều đòi ở lại, trong khi ban đầu ông Trọng dự tính có một trường hợp đặc biệt dành cho ông Vượng làm tổng bí thư. Và nếu cả năm trường hợp đòi được tiếp thì chức thủ tướng đương nhiên ông Phúc làm tiếp, chức chủ tịch quốc hội thì bà Ngân lại làm tiếp và chức tổng bí thư cũng đương nhiên thuộc về ông Vượng. Hai chức thường trực ban bí thư và chủ tịch nước sẽ do ông Ngô Xuân Lịch và Trương Hòa Bình chia nhau. Ông Trương Hòa Bình có kinh nghiệm làm tư pháp nhiều hơn, ở chức phó thủ tướng thường trực, ông có cơ hội tiếp xúc ngoại giao nhiều hơn, nên cơ làm chủ tịch nước của ông Bình sẽ lớn hơn ông Lịch rất nhiều. Và cả năm trường hợp này ở lại đều rất lớn vì họ đang có quyền lực, biết đâu, vì e sợ Trung ương và dư luận dị nghị, vì số người đặc biệt quá nhiều cho nên Bộ Chính trị khóa 12 để dành phút chót mới đưa các vị này thành đặc biệt hết. Lúc đó có phản ứng thì đã xong rồi. Blogger Bùi Thanh Hiếu đã chia sẻ như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nhân sự lãnh đạo đảng căng thẳng đến phút chót trước đại hội 13. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.